còn em coi 6 anh. Sao vậy? Mày em coi 6 anh. Tự đi. Cái nhà em tổn quá rồi. Không đề xuất được. Cái quả em tổn với nó gần mèo đó bả nam. Bả nam nhưng mà mới luồn, còn em luồn hơn nè anh rồi. Em luồn heo bả nam. Cây nó chưa đủ luôn bây giờ. Cà phê chứ. Để bên trong vậy này đi. Cà phê sữa đây. Lãnh à, lãnh uống cái gì? Anh uống sữa xong rồi. Ai mà muốn mỏi em ơi. Mặt trời chiếu xuống này. Kêu qua xuống đẹp hơn mà mày có ngồi cái nắng chút. Ở đây bố đố vô đi uống nước rồi, đi uống nước rồi, uống nước rồi có coi á. Rồi nước đối diện có núi đó. À, bố có núi rồi đừng chân chân cái chỗ con mọc mình hay uống đối diện của đó. Đúng rồi, bây giờ té.